Quý vị thân mến, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được lưu ý tới 13 đội rồng tham dự liên hoan ngày hôm nay. Sau phần biểu diễn của mình, tất cả các đội rồng của chúng ta sẽ theo thứ tự và diễu hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để chúng ta tôn vinh loại hình nghệ thuật múa rồng cũng như tôn vinh sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, trước khi đến với phần biểu diễn của đội Huyện Đan Phượng, chúng tôi rất là mong muốn toàn thể quý vị và bà con nhân dân hãy dành cho các vị giám khảo đáng kính của chúng ta một tràng pháo tay động viên lớn được không ạ? Chúng ta đã qua 4 phần biểu diễn dự thi của 4 đội rồng, đội nào cũng mang đến những màu sắc hết sức ấn tượng và những màn biểu diễn tuyệt vời. Chính vì vậy mà các vị giám khảo đáng kính của chúng tôi phải hết sức tập trung chuyên môn để mang lại kết quả cuối cùng của cuộc thi một cách công tâm nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn các vị giám khảo đáng kính. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự thi của đơn vị đến từ huyện Đan Phượng. Xin mời đội rồng của huyện Đan Phượng vào vị trí chuẩn bị. Thank you.
Thank you.